Nhận định bóng đá Liverpool với Man United. 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 1, vòng 18 ngoại hạng Anh. Tràn đầy tự tin sau khi vươn lên dẫn đầu bảng, MU sẽ đến làm khách trên sân của đội xếp thứ hai Liverpool ở trận cầu tâm điểm vòng 19 ngoại hạng Anh. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Manchester United đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đã rất lâu rồi Quỷ Đỏ Thành Man mới nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh bảng xếp hạng, và chắc chắn họ không muốn sớm nhường lại vị trí của mình vào tay đối thủ. Để hướng tới mục tiêu này, MU cần phải vượt qua thử thách thực sự ở vòng 19, khi đối thủ của họ sẽ là nhà đương kim vô địch Liverpool. Đội bóng cũng đang xếp ngay phía sau họ. Không chỉ hứa hẹn nhiều khó khăn khi đối thủ là Liverpool, MU sẽ còn phải đặc biệt chú ý khi đây là trận đấu diễn ra trên sân Anfield. Đã 46 trận gần nhất tại sân đấu này, Liverpool không bị đánh bại và MU cần chứng tỏ họ là sự khác biệt. Với khoảng cách là 3 điểm, MU sẽ giữ được ngôi đầu nếu không thua ở trận đấu này. Và đó chắc chắn là mục tiêu mà thầy trò Solskjaer hướng tới. Sẽ là một nhiệm vụ không hề đơn giản, nhưng với một đội bóng như MU, bất ngờ là điều lúc nào cũng có thể xảy ra. Bên kia chiến tuyến, sự dày đặc về lịch thi đấu cùng những ảnh hưởng của đại dịch khiến Liverpool không có kết quả như ý cho đến thời điểm này. Đã 3 trận liên tiếp tại ngoại hạng Anh, thầy trò Jurgen Klopp không biết đến mùi chiến thắng, và nếu thua đối thủ trực tiếp ở thời điểm này, cơ hội để họ bảo vệ ngôi vương sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đã lâu lắm rồi, trận derby nước Anh giữa Liverpool và MU mới diễn ra trên đỉnh bảng xếp hạng. Vì thế ngoài tính chất lịch sử, đây sẽ còn là một cuộc chiến thực sự cho ngôi vương. Dự đoán Liverpool với Man United 2-1. We'll be right back.